Tôi là TV256. Bữa nay tôi muốn tường thuật cho quý vị là hôm qua đó là ở Hà Nội đó, vào ngày 28 tháng 5 2022 vào cỡ khoảng 6 giờ sáng thì có rất nhiều dân ngoan của các tỉnh như là Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định, Ninh Bình, Lâm Đồng mở ngoặc ra là lô 90 Đức Trọng, đóng ngoặc, rồi Tiền Giang, Tuyên Quang, Bình Phước, Bạc Liêu, vân vân và vân vân. Đã đến tư dinh của Thủ tướng Phạm Minh Chính số 55 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Ba Đình, Hà Nội, kêu oan, kêu cứu bị quan tham địa phương cướp sạch đất đai, nhà ở, đồng thời yêu cầu Thủ tướng giải quyết trả đất, trả nhà cho dân oan. TV cho quý anh chị em thấy cái cảnh dân oan kéo biểu tình ha, rất là nhiều tỉnh đó. Trong đây thì TV đọc được thì cũng khoảng 5 tỉnh, 6 tỉnh, 7 tỉnh, 8 tỉnh. 8 tỉnh luôn nha. 8 tỉnh mà biểu đó, tình là tư dinh đó. TV26 xin dừng chút xíu để mà tại vì TV26 nhìn thấy hình ảnh của bà Trương Thị Quý nha. Và hình ảnh của bà Trương Thị Quý phía bên tay cánh trái đó. Rồi bây giờ cái cô con gái của bà Trương Thị Quý là cái cô này là Anh Thư thì phải. Cái phía bên tay trái đó thì tôi nhận ra đó là hình ảnh của bà Trương Thị Quý. Còn cái cô con gái mà bằng áo trắng đó là Đoàn Trương Anh Thư. Thì TV biết được cái hai người dân oan này là họ từ ở trên Đồng Nai đó, họ bị cướp nhà cướp đất mà đuổi ra khỏi nhà bằng đôi tay trắng thôi, chỉ có một bộ đồ mặc ở trên người. Và lúc mà Anh Thư đó đoàn đoàn Trương Anh Thư này đó, cái cô bằng áo trắng kế bên bà Trương Thị Quý này, có lúc đó thì chỗ chỉ là mới là em bé thôi mà bây giờ đi khiếu kiện, gọi là từ 2002 đến 2022 là 20 năm rồi, 20 năm rồi mà bây giờ đây là đời cha rồi, tới đời con rồi, bây giờ có thêm đứa cháu nữa đó, đứa cháu nhỏ nhỏ nữa, mai mốt đến đời cháu nó cũng phải đi khiếu kiện nữa. Đó là bà Trương Thị Quý, mà quý anh chị em thấy rõ mặt. Và đoàn Trương Anh Thư đây nè,
Rồi được, cậu cô bé nhỏ nhỏ này thì TV nghĩ là cũng là cháu của bà đó. Đó, cậu bé nhỏ nhỏ đây nè. Cháu của bà Trương Thị Quý đó, hoặc là cháu của con của anh Thư, hoặc là ông bà Trương Thị Quý này đó là có hai đứa con gái. Hai đứa con gái, thành ra mình thấy đứa cháu nhỏ này đó thì coi như là cháu của hai người này. Mà hai người này ở Đồng Nai đó bị cướp nhà, cướp đất ra khỏi nhà. Kể về cái bà Trương Thị Quý này đó thì TV nhớ rằng là TV được tường thuật lại là bả hai vợ chồng ra đây lúc mà anh Thư nó còn nhỏ xíu à. Tại vì TV làm clip nhiều á, TV256 biết rõ cái trường hợp này, là coi như là hai vợ chồng sống gọi là mười mấy năm ở Hà Nội luôn đó. Mười mấy năm lang thang ở trên đất Hà Nội đó mà chỉ đi biểu tình thôi. Mà nhà nước không giải quyết gì hết đó. Đó. Lạ lùng đó. Cái nhà nước mà hoàn toàn gọi là thờ ơ với cái sự biểu tình của họ. Họ là những nhà dân ngoan mà họ nói là họ mà mất đất mất nhà mà ra đi bằng bàn tay trắng, chỉ có một bộ đồ dính theo người thôi, ghê như vậy đó, rồi ra Hà Nội rồi xin đồ của người ta. TV nhớ là như vậy, mà cái chuyện là nó cả chục năm về trước rồi. Tại vì TV256 làm rất là nhiều clip mà cho dân oan, thì thành ra những cái trường hợp này TV nhớ hết đó, chứ không phải là không. Cái cậu bé nhỏ nhỏ đó nè thì là cháu đó nè, coi như đời cháu rồi đời con rồi đời cha mẹ nữa, ba đời đi kêu oan mà nhà nước hoàn toàn là không không để ý, không có giải quyết cho họ, mà họ kêu oan mà họ rồi là bị cướp đất mà cướp nhà mà ra khỏi nhà chỉ bằng hai bàn tay trắng, không có bồi thường cái gì hết đó. Thì làm sao mình phải coi lệ, mình là nhà nước mình phải coi lệ chứ, mình phải phải mời những người này đến để mà kêu họ làm đơn để họ khiếu kiện như thế nào. Mà TV nghĩ rằng họ có đơn hết rồi,
mà đơn họ không 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 có được đọc. Biểu ngữ của họ cũng nói lên cái sai phạm đó. Đây là cán bộ đây nè, thanh niên mà ăn tiền của dân nè, ăn tiền thuế của dân nè, lãnh lương của dân mà đi giật cái biểu ngữ của dân như vậy. Biểu ngữ đây là cái tài sản của người ta, anh không thấy mà anh ăn cướp tài sản của người ta trước mặt biết bao nhiêu người được. Tài sản của người ta anh không có quyền làm đó, luật pháp không cho anh có quyền đó. Anh chỉ ăn cướp mấy ổ bánh mì là bị ở tù biết bao nhiêu năm rồi, còn tài sản này cũng vậy thôi. Tài sản này nó giá trị còn hơn mấy ổ bánh mì nhiều lắm. Đúng không? Mấy ổ bánh mì các anh còn bỏ trong tù nữa, còn cán bộ của anh đã vi phạm pháp luật như thế này. Công an cảnh sát không nói, mà không chừng mấy cái người bận đồ civil như thế này là công an nữa. Chứ họ không phải bình người thường. Người thường mà làm những gì thì trước mặt công an thì công an phải xử lý chứ. Anh ăn cướp cái biểu ngữ của người ta. Đúng không? Mà quyền biểu tình là được quyền hiến pháp cho phép. Ở điều 25 hiến pháp cho phép. Các anh không thể làm như vậy được. Các anh không thể chắp tay sau lưng để mà thấy người ta ăn cướp như vậy. Đó, kéo cái biểu ngữ như vậy. Thấy cái thằng, thấy cái thằng công an, mấy cái thằng TV 256 nghĩ là công an mà không bằng sắc phục đó. Tại vì khi mà nó làm tội ác đó, nó không bao giờ nó bằng sắc phục. Cái cách của công an diệt cộng là như thế đó. Họ không bao giờ bằng sắc phục khi mà làm chuyện tội ác. Là họ khi mà họ giật biểu ngữ của dân, hoặc là họ đuổi dân, họ đánh dân đó, không khi nào họ bận sắc phục hết, đặng họ chối tội thôi. Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng
chữ nó khó đọc quá, thành ra mình không đọc được tất cả những biểu ngữ như thế này. Tôi biết rằng đó quý anh chị mà dân oan đi biểu tình đó, thì chắc cũng không mong đợi gì mà Thủ tướng Phạm Minh Chính mà giải quyết được đâu. Tôi không bao giờ tôi tin rằng là Thủ tướng Phạm Minh Chính giải quyết được cái vấn nạn mà dân oan như thế này. Mấy chục năm rồi, 20 năm dân oan rồi, từ mà cô anh Thư còn 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 2 tuổi đó, 2 3 tuổi đó, mà bây giờ là năm 2002 rồi, mà 20 năm rồi, giải quyết gì, đâu có giải quyết gì được đâu. Mà cái ông Thủ tướng Phạm Minh Chính này đó, ổng vừa gọi là có ông Tô Lâm đi tháp tùng đi qua bên Mỹ để mà ăn xin cầu cứu gì đó, mà cái ông Thủ tướng này rất là thô tục, chửi mẹ mày, mẹ 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 mày sợ gì đó, và cả thế giới người ta lên án một cái ông thủ tướng rất là lỗ mãng mà lại đi kèm theo với ông Tô Lâm, mà quý anh bà con dân ngoan biết rõ chứ, Tô Lâm là một cái thằng gọi là ăn bò vắt vàng, một bữa ăn của nó đó là 51.000 đô la. 51.000 đô la là biết bao nhiêu tiền, là hơn 1 tỷ bạc. Trời đất ơi, mà nó ăn một miếng thịt bò gì đó, một bữa ăn gì đó 51.000 đô la rồi, quý quý bà con cô bác dân oan nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được cái vấn nạn này sao? Thành ra đó kêu gọi thủ tướng gọi là Phạm Minh Chính cũng vô ích thôi. Nhưng mà buộc lòng nó là cầm quyền thì mình phải kêu gọi nó thì cũng đúng thôi. Nhưng mà đừng có hy vọng rằng nó giải quyết cho mình đâu. 20 năm rồi. Giải quyết như thế này rất là dễ. Trong cái cương vị thủ tướng của nó không khó đâu. Hiểu không? Nó phải bồi thường cho người dân những cái thiệt hại. Ít ra nó cũng phải mời dân đến để mà nó tìm cách nó bồi thường cho người dân. Cái phận sự của thủ tướng là vậy đó, phải giải quyết những cái vấn nạn ở trong xã hội như vậy. Tại vì nó có quyền lực. Mà cái quyền lực mà nó lại đi tên đi gọi là đi với ông Tô Lâm là cái tên mà ăn ăn bữa một bữa ăn 51.000 đô la đó. Nó giàu có, nó sang trọng như vậy đó. Rồi làm sao mà nó giải quyết được? Thấy không? Những thằng này là những thằng tham nhũng đó. Nó đi với một thằng tham nhũng gọc như vậy đó, làm sao mà nó giải quyết cho bà con được? Cái tay nó dính chàm rồi, cái tay nó dính tham nhũng rồi, thành ra nó không thể nào nó giải quyết cho bà con được hết đó.
Nhưng mà bà con cứ đến nhà biểu tình đó là cũng đúng. Mình phải nói làm sao cho nó phải giải quyết thôi. Để nó làm những cái chuyện mà cướp đất cướp dân rất là nhục nhã như thế này. Để người dân phải lang thang khắp Hà Nội mà 12 năm trời. Như là cái trường hợp của gia đình bà Trương Thị Quý. Thấy không? Mà từ thời mà bé anh Thư còn nhỏ xíu mà bây giờ 20 mấy năm rồi. Không? Mình nghe mình thấy đau lòng chứ. Mà trong khi đó mình đã từng nói rồi, mình đi bụi đời đó chỉ có 6 tiếng đồng hồ mình đã chịu không nổi rồi. Mình đi bụi đời đó thời mà mình còn nhỏ đó, 6 tiếng đồng hồ mình chịu không nổi. Tại vì mũi nó cắn quá, rồi không có nước, rồi không có toilet, rồi không có kem đánh răng, súc miệng. Trời ơi, mình khổ quá thôi, mình cũng phải trở về nhà. Còn người ta đi 12 năm, đáng thương không? 12 năm lang thang ở Hà Nội, đáng thương không? Mà tan nát cả một gia đình luôn. Nhà cửa thì không có. Rồi cứ đi lang thang đầu đường xó chợ thôi. Rồi tuổi trẻ lớn lên sẽ như thế nào? Cái việc học hành của mấy đứa nhỏ ra sao? Chẳng lẽ suốt cuộc đời đi khiếu kiện như vậy hoài? Rồi, TV nghĩ rằng chắc cũng chấm chấm dứt cái video này thôi. Nghe mình càng nghe mình càng thấy đau lòng. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Mai là kỳ này là cũng đi bộ được ở phố Hà Nội đây. Mà không bị xe bus rồi đưa lên nè. Đó mà thì mình thấy cái chiếc xe bus xanh xanh là mình sẽ sợ rồi đó. Mình thấy sợ rồi đó. Rồi nó cũng đẩy người người dân lên xe bus rồi. Cái bọn mà công an với dân phòng rồi nó đẩy dân lên xe bus rồi. Nó sẵn sàng nó vi phạm điều 25 hiến pháp là người dân có quyền biểu tình. Mình là cảnh sát, mình còn là công an, mình phải tạo điều kiện cho dân chứ. Chứ đâu phải mình áp lực dân để mà cấm cản dân được.